Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề giáo dục Cà Mau của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Để mở đầu cho chuyên đề kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trong phần thư viện thông tin ngay sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 45 năm 2021 quy định về việc xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Thông tư cũng quy định 3 tiêu chí xây dựng trường mầm non an toàn gồm cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên, nhân viên và môi trường sư phạm, tổ chức hoạt động quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội. Trường mầm non được công nhận bảo đảm tiêu chí an toàn khi trong năm học không để xảy ra tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích nặng phải nằm viện hoặc tử vong. Cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng xử thiếu văn hóa, vi phạm quy định đạo đức nhà giáo, xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc có dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Trong mỗi tiêu chí bao gồm nhiều chỉ số là căn cứ để nhà trường tự đánh giá, đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí an toàn và phòng chống tai nạn thương tích của từng trường học. Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo, Cơ sở Giáo dục Mầm non và Ủy ban Nhân dân các cấp. Trong đó, Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đầu tư nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng trường học an toàn. Thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dự kiến có hơn 17 triệu học sinh tại các địa phương trong cả nước sẽ được học trực tiếp tại trường từ ngày 7 tháng 2. Trong đó có 51 tỉnh thành thống nhất cho trẻ mầm non đến trường, 53 địa phương cho học sinh tiểu học đến trường. Ở khối trung học cơ sở có 57 trên 63 tỉnh thành cho học sinh đến trường. Khối trung học phổ thông hiện toàn bộ các tỉnh thành đã cho học sinh đến trường. Được biết, tính đến ngày 25 tháng 1, cả nước có 14 tỉnh thành phố cho học sinh trực tiếp đến trường, 30 tỉnh thành thực hiện dạy học trực tiếp trực tuyến qua truyền hình, 19 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Tổng số học sinh đã được đến trường hơn 15,6 triệu em, chiếm 69,3% học sinh cả nước. Trước đó, trong công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương căn cứ tình hình dịch, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14 tháng 2. Để bảo đảm sức khỏe, thể chất, tinh thần của trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ, nhà giáo và chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, tăng cường hoạt động thể dục, giáo dục kỹ năng, củng cố, bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới, phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, theo kế hoạch, các trường học trong tỉnh sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 7 tháng 2 năm 2022. Đến thời điểm này, hầu hết các trường trong tỉnh đều khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị và sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường học đảm bảo an toàn. Năm học 2021-2022, trường Trung học Phổ thông Cà Mau có hơn 3.200 học sinh theo học ở các khối lớp. Để đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại trường, bên cạnh việc khẩn trương chuẩn bị các điều kiện, bổ sung cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao các kiến thức về phòng chống dịch COVID-19 cũng như xử lý tình huống khi phát sinh F0. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình để theo dõi quản lý sức khỏe học sinh nhằm phòng ngừa phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để xử lý ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan trong trường học. Nhà trường rà soát lại việc tiêm ngừa của học sinh. Hiện tại là cái số lượng học sinh tiêm mũi 2 là đạt 99,44%. Về cái công tác mà phòng chống dịch trước Tết là nhà trường đã tổng vệ sinh toàn trường, khử khuẩn, quét dọn trường lớp sạch sẽ. Tất nhiên là sau Tết thì ngày mùng 5 và mùng 6 là nhà trường tiếp tục là tổng vệ sinh một lần nữa để chuẩn bị đón các em đến trường. Đặc biệt là trong quá trình học mà trực tuyến thì các em sẽ hỏng một phần kiến thức, thì nhà trường cũng có cái kế hoạch để sau khi học trực tiếp thì nhà trường bổ sung cái kiến thức cho các em, đặc biệt là khối 12. Để đảm bảo các điều kiện đón học sinh trở lại học trực tiếp sau Tết Nguyên đán,
Trước đó, ngành giáo dục đào tạo đã khảo sát lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc cho học sinh đi học trực tiếp. Qua đó, có trên 80% phụ huynh học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông đồng thuận cho con em đến trường. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra tại các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm rà soát lại công tác chuẩn bị các điều kiện đón học sinh nhập học trở lại. Tùy theo điều kiện thực tế của các trường trung học phổ thông sẽ thống nhất phương án phân luồng học sinh các khối lớp học để đảm bảo an toàn. Giờ ra chơi cũng bố trí lệch giờ giữa các lớp, các hoạt động tập thể cũng được hạn chế tối đa, đồng thời xây dựng chi tiết kịch bản ứng phó khi có F0 trong trường học. Đến thời điểm hiện tại, đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng để đón các em học sinh sau khi nghỉ Tết Nguyên đán vào học trực tiếp theo 3 phương án. Phương án thứ nhất là chúng tôi dự kiến là cho học sinh lớp 9 học tuần đầu của tuần thứ nhất ngoài sau khi nghỉ Tết Nguyên đán. Và phương án thứ hai là sau khi học sinh lớp 9 học thấy ổn định về mọi điều kiện thì cũng đề xuất cho học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8 học vào tuần thứ hai sau Tết Nguyên đán. Và phương án thứ ba, nếu tình hình dịch bệnh mà diễn biến phức tạp thì nhà trường cũng sẵn sàng đề xuất là tiếp tục cho học trực tuyến trong khoảng 2 tuần nữa, thì tùy theo cái điều kiện thực tế. Để chuẩn bị cho đón học sinh trở lại trường sau Tết cổ truyền, thì trường trung học phổ thông Hữu Kỷ của chúng tôi đã tiến hành thực hiện chỉ đạo, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức đón học sinh trở lại trường. Thì trên tinh thần đó, chúng tôi cũng đã vào ngày 24 tháng 1 chúng tôi đã họp ban lãnh đạo nhà trường với các cái lực lượng nòng cốt để mà phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Đón học sinh học trở lại trực tiếp sau Tết Nguyên đán thì đã chỉ đạo các đơn vị trường học là chủ động, nghĩa là tuyên truyền cho phụ huynh học sinh nắm tinh thần sau Tết là học trực tiếp và chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phòng lớp học, điều kiện để sau Tết Nguyên đán chủ động dạy trực tiếp ngày 7 tháng 2. Đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, song ngành giáo dục Cà Mau đã thích ứng an toàn với dịch bệnh. Cán bộ giáo viên ở các cơ sở giáo dục trong tỉnh không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, linh hoạt trong giảng dạy, ứng phó với dịch bệnh để truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học sinh. Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, ngành giáo dục Cà Mau quyết tâm đảm bảo an toàn để học sinh trở lại trường học sau Tết. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh công tác chuẩn bị chu đáo các điều kiện sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thì việc ổn định tình hình dạy và học sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cũng được các nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên học sinh phải học trực tuyến ở nhà khá lâu, kết hợp thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây sẽ là thời điểm nhiều học sinh có tâm lý uể oải, còn dư âm của không khí Tết gây ảnh hưởng tới học tập sau khi trở lại trường. Vì vậy, trước khi nghỉ Tết, nhà trường đã thông tin đến phụ huynh về tình hình kết quả học tập của con em mình và triển khai công tác phối hợp quản lý học sinh trong thời gian nghỉ Tết để ổn định nền nếp dạy và học trước và sau Tết. Để kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân quyện, trình Sở Giáo dục, Ủy ban tỉnh cho phép các cái phương án dạy học phù hợp. Nếu sau Tết Nguyên đán thì có cái tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì phòng giáo dục có tham mưu với Ủy ban dân quyện đề xuất với tỉnh là cho học sinh cấp học phổ thông học trực tiếp để đảm bảo cho cái chất lượng dạy học. Thì phòng giáo dục đã chỉ đạo cho các trường xây dựng cái phương án dạy học trực tiếp khi cái tình hình dịch bệnh được kiểm soát tại các nhà trường. Thì hiện nay các trường đã xây dựng kế hoạch xong theo cái quy định. Cho học sinh sẵn sàng đến trường đó, thì chúng tôi cũng đã cái tổ tư vấn tâm lý học đường cũng gửi những cái tư vấn đến cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm cũng gửi đến cho học sinh. Thì tôi cũng đã yêu cầu và chỉ đạo đó là có thể là chúng ta không thực hiện chương trình nối tiếp mà những
buổi học đầu tiết học đầu tiên thì hệ thống lại kiến thức cho học sinh để học sinh tiếp cận trong quá trình thời gian học trực tuyến phục vụ khoảng, thì mình sẽ có kế hoạch phương hướng để mà bù đắp cho các em. Thì tình hình dịch bệnh nó diễn biến phức tạp, không lường trước được, cho nên chúng tôi cũng đã thống nhất quan điểm là tận dụng thời gian tối đa học sinh đến trường học trực tiếp để cung cấp kiến thức trực tiếp cho học sinh. Trước mắt là cái nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là công tác phòng chống dịch. Với hai nữa là phải làm sao vận động được phụ huynh học sinh để đưa các em đến trường đạt tỷ lệ cao. Cho nên là nhà trường phải có cái biện pháp tuyên truyền, vận động qua Zalo lớp chủ nhiệm để qua Tết thì các em học lại là tương đối đầy đủ, đạt một cái tỷ lệ cao. Nhà trường cũng sẽ họp các ban, họp giáo viên để chuẩn bị qua Tết dạy, thực hiện dạy trực tiếp cho nó tốt và chuẩn bị mọi kiến thức để các em đạt kết quả cao trong học kỳ 2. Cùng với đó, tùy theo tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, các nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định của ngành về thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học đến giáo viên học sinh, đồng thời quán triệt để cán bộ giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong dạy học và duy trì số lượng và tận dụng thời gian học trực tiếp để bổ sung kiến thức cho học sinh, không để xảy ra tình trạng học sinh tự ý bỏ tiết học, bỏ buổi học. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện nghiêm túc xuyên suốt đến hết năm học. Các nhà trường tổ chức điều tra, nắm chắc đối tượng học sinh có nguy cơ nghỉ học, bỏ học để có biện pháp động viên giúp đỡ phù hợp kịp thời, quan tâm động viên giúp đỡ đối với những giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ về vật chất và tinh thần, nhằm động viên các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu thi đua, dạy tốt học tốt, thích ứng với điều kiện bình thường mới. Phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo cho các trường sẽ sử dụng có hiệu quả thời gian học sinh đến trường để tổ chức dạy trực tiếp các cái nội dung cơ bản, cốt lõi theo cái văn bản, các cái văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Sở Giáo dục Đào tạo, sao cho tránh cái trường hợp là gây áp lực quá tải đối với học sinh, kể cả việc cái bố trí thời gian hợp lý để ôn tập, củng cố kiến thức, bổ sung những cái nội dung kiến thức cho học sinh trong cái thời gian mà các em học trực tuyến không đến trường. Sở đã chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc chỉ đạo giáo viên soạn giảng chuyển từ trạng thái dạy trực tuyến sang trực tiếp để giáo viên nghiên cứu bài học và giảng dạy cho học sinh đạt kết quả. Trong thời gian tuần đầu và một số buổi thì nhà trường sẽ khảo sát chất lượng học sinh để phân loại học sinh đối tượng mà yếu kém, mà không theo kịp nội dung chương trình học trực tuyến do điều kiện hoàn cảnh là không có thiết bị để hỗ trợ, thì nhà trường sẽ tập trung là bổ trợ kiến thức cho học sinh theo kịp cái nội dung chương trình. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 7 tháng 2 năm 2022, các trường tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Sau ngày 14 tháng 2 sẽ tổ chức học trực tiếp cho các khối tiểu học. Trong giai đoạn tuần đầu chuyển tiếp từ thời gian dạy trực tuyến sang dạy trực tiếp, các giáo viên tập trung củng cố kiến thức đã học trực tuyến, hoàn thành các nội dung cốt lõi của học kỳ 1 theo quy định, không gây áp lực cho học sinh. Nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh quan tâm đến tâm lý của học sinh do phải học trực tuyến trong thời gian dài, đặc biệt hỗ trợ các em học sinh yếu theo kịp chương trình của năm học. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề giáo dục Cà Mau kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại.